Xin chào tất cả anh chị em. Và Linh vừa mới nhận được một cái câu hỏi của một bạn ở trên kênh YouTube của mình. Đó là làm thế nào để anh có được một cái giọng nói quyến rũ, thu hút, gọi là vạn người mê đấy. Đó, bạn đó, bạn hỏi như vậy. Thì thực sự đấy, Linh muốn chia sẻ với anh chị chúng ta một cái câu chuyện như thế này. Đó là hồi mà Linh mới vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì khi đó Linh học cái ngành đầu tiên đó là về công nghệ ô tô. Thì mọi người mới nói rằng là mày học ô tô là đúng rồi, chứ mày mà đi học về kinh doanh hay là những cái liên quan đến về giao tiếp ấy, thì thực sự đó là thảm họa của đất nước, thảm họa của nền giáo dục. Và bạn của Linh nói như vậy ấy, thực sự lúc đó Linh cảm thấy rất là tổn thương và cảm thấy nó không có ok một chút nào hết. Và lúc đó đó là Linh còn nhớ cái kỷ niệm lần đầu tiên khi Linh bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh. Đó là giữa đất nước Việt Nam, giữa miền Nam Việt Nam, thì Linh nói tiếng Việt Nam không ai hiểu cả. Và người ta nói tiếng Việt Nam đấy, Linh cũng không hiểu luôn. Bởi vì Linh quê gốc ở Hà Tĩnh, và mọi người nói tiếng Việt Nam Linh không hiểu được. Và Linh nói tiếng gốc Hà Tĩnh của mình người ta cũng không hiểu được. Và lúc đó mọi người nói mình rất là khó nghe. Và cái kỷ niệm mà lúc mà Linh đứng lên thuyết trình cái môn đầu tiên, đó là môn triết học, khi ở cái học kỳ đầu tiên ấy, thì sau khi mà Linh thuyết trình xong đó, thì thầy mới hỏi cả lớp ấy, là có ai hiểu không. Thì cả lớp của Linh đều nói rằng là dạ không thưa thầy. Thì thầy của Linh mới nói rằng là thầy còn không hiểu nữa là các em. Và lúc đó mọi người cười lên rất là nhiều. Và Linh lúc đó cảm thấy rất quê. Và Linh đặt cho mình một cái mục tiêu, đó là 3 tháng nữa mình phải có một giọng nói tốt. Và sau 3 tháng thì kết quả của Linh có được đó là gì? Đó là tất cả mà môn Linh thuyết trình ở trường thì đều được 10 điểm. Và Linh thay đổi một cách ngoạn mục. Vậy thì bí kíp là sao để Linh thay đổi về giọng nói của mình? Cái đầu tiên ấy, Linh muốn chia sẻ với chúng ta đó là gì? Chúng ta cần phải có một cái sự phát âm đúng, chuẩn, to, rõ chữ và rõ ràng. Thì vì quê Linh ở Hà Tĩnh nên là đọc ví dụ như từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nghĩa là giọng nói nó hơi nặng ấy, nên là nó hơi khó nghe. Bây giờ là Linh là giọng nói đã dễ, là phổ thông, bởi vì Linh vào thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 15 năm nên là giọng nói nó đã phổ thông hơn rồi, nên là chúng ta nghe nó dễ dàng và nó rõ hơn. Nhưng ngày xưa Linh nói rất là khó, và chúng ta thấy cái phát âm của Linh từng câu từng chữ ấy, là nó không đúng chính tả. Thì lúc đó Linh phải sửa lại. Ví dụ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghĩa, ví dụ từ nghĩa là ngày xưa Linh đọc hay là nghĩa, thì bây giờ đó là chúng ta phải viết ra những từ mà chúng ta phát âm chưa đúng, thì chúng ta luyện tập nó, luyện tập đi luyện tập lại, luyện tập đi luyện tập lại để cho phát âm đúng là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta chia sẻ đó, thì chúng ta cần phải dồn hết tất cả trái tim và sự yêu thương của mình trong đó, tất cả bằng cái cảm xúc của mình, bằng cái sự chân thành của mình, bằng cái tình yêu thương của mình. Bởi vì cái gì từ trái tim nó sẽ chạm đến trái tim, nên chúng ta hãy đến với mọi người, giao tiếp với mọi người bằng cái trái tim chân thành, bằng cái tình yêu thương của mình, thì chúng ta sẽ chạm được đến trái tim và cảm xúc của người khác. Thì cái gì nó đến từ trái tim nó sẽ chạm đến trái tim, và lúc đó chúng ta sẽ chinh phục được người đối diện bằng cái sự chân thành của mình, bằng cái sự chân tình của mình, chứ không phải bằng cách đó là chúng ta cố luyến, là chúng ta cố để cho nó trở nên ngọt ngào. Không phải như vậy anh chị, mà chúng ta hãy chia sẻ bằng một cách đó là tấm lòng chân thành của mình, bằng cái tình yêu thương của mình, thì chúng ta sẽ chạm được đến trái tim của họ, chạm đến cảm xúc của họ, thì lúc đó chúng ta sẽ chiếm được cảm tình của người đối diện. Và để chúng ta có một cái giọng nói nó thần lực hơn, nó có uy lực hơn, và nó có năng lượng hơn ấy, thì lúc đó là bằng phương pháp đó chúng ta tập luyện. Và chúng ta để ý nhé, những người ví dụ như Đức Phật này, hay là những người về truyền đạo này, hay là những cha người cha mà đắc đạo này, hay là những vị sư đắc đạo, hay là những nhà lãnh đạo cấp cao đó, thì thường họ có một giọng nói nó trầm ấm và vang hơn, bổng hơn. Và chúng ta nghe cái giọng họ đó, chúng ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy cái tình yêu thương trong đó. Thì thường những người đó đều là có một trái tim lương thiện, họ có một cái tình yêu, họ có một cái sự chân thành trong đó, nên họ có được cái âm vực đó. Nên đối với bản thân chúng ta muốn có một giọng nói trong vang ấm, vậy là một cái giọng nói truyền cảm vạn người mê đấy, thì đó là chúng ta cần phải có trái tim chân thành, có cái tình yêu thương trong đó. Và sau đó Linh có một học về phương pháp của thầy Cao Minh, đó là ca sĩ Cao Minh đấy, thì dạy cho Linh về cái phương pháp đó là không phải lấy hơi từ trong bụng. Bởi vì rất nhiều người được học là cách lấy hơi trong bụng, và ngày xưa Linh cũng nghĩ là như thế. Nhưng sau đó khi mà Linh học được từ thầy Cao Minh thì Linh học một cái phương pháp khác, và lúc đó giọng nói của Linh thay đổi rất là nhiều bằng việc đó là hình dung và tưởng tượng cái vùng trán của mình đấy. Thì lúc đó chúng ta lấy cái thần khí của chúng ta từ cái vùng trán này này để chúng ta giao tiếp với mọi người, thì chúng ta sẽ chạm đến cái tinh thần, cái cảm xúc chúng ta nó sẽ vươn ra. Vậy thì lúc này đó là gì? Bằng cách chúng ta hình dung tưởng tượng cái trán của mình ấy, nó giống như một cái loa,
Và ví dụ như Linh muốn cái âm thanh của Linh vang đến ở vị trí cách đây 2 mét, thì bằng cách đó là hình dung tưởng tượng cái âm thanh của mình vang đến đó. Hay là nó xa đến 50 mét, thì mình tưởng tượng là cái sóng âm của mình nó vang xa 50 mét, giống như là một cái tấm lưới nó phủ ra một cái. Thì lúc đó cái âm thanh mình hình dung và tưởng tượng nó vang ra như vậy. Thì khi chúng ta hình dung ra tưởng tượng như vậy đó, thì lúc đó chúng ta không phải lấy hơi bằng từ trong bụng hay là từ cổ họng của mình đi lên. Thì lúc đó dù chúng ta nói lớn thì cái âm thanh của chúng ta nó vẫn không bị vỡ, bởi vì chúng ta dùng hình dung và tưởng tượng. Ví dụ như chúng ta vẫn thấy đó là Linh hoàn toàn là túi cổ, nhưng âm thanh của Linh vẫn phát ra là bình thường, bởi vì Linh đang tưởng tượng là âm thanh của mình đang vang xa đó là cách đây 10 mét, là Linh đang tưởng tượng vang xa 10 mét. Thì âm thanh như vậy nó vẫn trong, nó vẫn rõ, nó vẫn vang và nó tròn và nó vẫn ấm, có độ ấm trong đó. Thì bởi vì đó là mình hình dung và tưởng tượng về cái âm thanh của mình nó vươn đến đâu, thì lúc đó là cái âm thanh của mình nó sẽ chạm đến đúng đối tượng đó. Và khi mà Linh luyện tập cái phương pháp này đó, trong những cái chương trình và Linh chia sẻ, và với số lượng đó là 500-600 người đó, thì dù lúc đó không có micro lúc đó bị trục trặc đó, thì Linh vẫn có thể nói cho toàn bộ mọi người nghe được mà không gặp một vấn đề gì về âm giọng của mình. Bởi vì đó là Linh không dùng bằng cổ họng, Linh cũng không cố lấy hơi từ trong bụng, cũng không cố gào lên, vượt lên, mà đó là bằng hình dung và tưởng tượng. Vậy thì lúc này hình dung tưởng tượng, chúng ta sẽ tập những cái bài tập rất đơn giản đầu tiên, đó là tập đếm số. Ví dụ, Linh cúi gập xuống và bắt đầu hình dung là cái vầng trán này phát ra âm thanh, đó là 1 1. Đó, thì chúng ta tưởng tượng âm thanh của mình vang ra 2, đúng không? 2 3 4 5. Đấy, chúng ta hình dung và tưởng tượng cái âm thanh của mình như vậy. Và bắt đầu chúng ta đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái âm thanh chúng ta hình dung và tưởng tượng, thì chúng ta thấy rằng là Linh hoàn toàn không có cố gắng gào thét lên, không cố gắng trương gân trương cổ lên. Bởi vì chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ rất nhanh tắt họng, bởi vì cái thanh quản này nó không đủ chịu lực được. Và cái hơi chúng ta, thì khi đó chúng ta cảm thấy rằng rất mệt, chúng ta nói rất mệt. Nhưng nếu mà chúng ta bằng hình dung tưởng tượng thì chúng ta bình thản, chúng ta cứ hình dung cái âm thanh chúng ta vang tới đâu thì âm thanh chúng ta nó sẽ chạm đến nơi đó. Thì đó là cái cách mà Linh đã được học, và sau đó Linh áp dụng và Linh thấy nó rất hiệu quả cho việc mà Linh ứng dụng trong việc để Linh có một cái giọng nói nó tốt hơn, nó rõ ràng hơn, nó hay hơn và nó hiệu quả hơn. Thì đó là cái cách mà Linh có Linh áp dụng. Và nếu chúng ta cảm thấy cách này nó phù hợp với chúng ta thì chúng ta có thể dùng nó, ứng dụng nó và xài nó. Ok, và chúng ta tập luyện theo những cái bài tập mà Linh vừa mới hướng dẫn chúng ta. Và hãy nhớ, hãy dùng bằng cái trái tim chân thành của mình, bằng cái tình yêu thương rộng lớn của mình để giao tiếp với mọi người, thì chúng ta sẽ chạm đến cái cảm xúc của mọi người. Hãy nhớ bằng cái sự chân thành của chúng ta nha anh chị. Và nếu chúng ta cảm thấy video này hay, ý nghĩa và giúp được cho chúng ta, thì chúng ta hãy bấm like, subscribe và hãy comment về một điều mà chúng ta cảm nhận, chúng ta tâm đắc dưới đoạn video clip này. Và hãy share video này về trên tường Facebook cá nhân chúng ta để cho nhiều người biết được về chương trình của chúng ta. Và Linh muốn đó tất cả chúng ta hãy bấm vào subscribe cái kênh của Linh, và mỗi ngày Linh đều có một cái video chia sẻ với tất cả cộng đồng và cho chúng ta. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông, hãy bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video mà Linh chia sẻ. Ok chưa? Chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận video Linh chia sẻ khi chúng ta bấm vào cái nút chuông. Ok chưa? Và hãy nhớ share video, và chúng ta có bất kỳ một câu hỏi nào, chúng ta hãy comment dưới đoạn video clip này và Linh sẽ trả lời cho chúng ta những câu hỏi thông qua những cái video, và những điều đó sẽ giúp ích được cho rất nhiều người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào cái video kế tiếp.